đây là vườn hoa ngày Tết ở chỗ quê bạn Tí Sóc với các bạn. Mọi người buổi sáng đi mua rất là nhộn nhịp mà buổi chiều bây giờ về rồi vẫn còn rất nhiều hoa. Năm nay trời nắng. Đây là vườn rau xà lách. Đây là bên này là trồng cải bắp. Mặt trời tầm 4-5 giờ chiều các bạn ạ. Nắng chói lóa. Ngày 30 Tết mà như là mùa hè. Mình còn đang mặc cục tay đấy. Chào các bạn. Đây là nắng chiều 30 Tết đấy các bạn ạ. Như mùa hè mình mặc cục tay đấy. Ngày bao nhiêu? 30 Tết. Mình đi hái rau với cả mẹ của em Bin. Bạn Tí với cả bạn Bin đi hái rau cùng với cả Thị Mai. Chiều 30 Tết. Hôm nay nắng thích nhỉ? Mát. Gió mát nhỉ? Như ngày hè ấy. Số bông hoa cải cúc mọc ven đường rất là đẹp các bạn ạ. Đung đưa trong gió nữa. Hái rau xong rồi cả nhà về đi về.